tối qua ngày 12 tháng 10, đêm live show kỷ niệm 10 năm ca hát của Khắc Diệt mang tên Gặp Gỡ Thanh Xuân đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng như Tuấn Hương, Dương Hoàng Yến, Đông Nhi. Trong đó, sự xuất hiện của Trấn Thành là khiến khán giả yêu thích và mong chờ nhất. Ngay khi vừa bước ra sân khấu, Trấn Thành đã gây náo loạn và khiến khán giả dở hừng. Toàn bộ khán đài hàng nghìn con người đều la hét, giơ điện thoại lên để chụp bằng được Trấn Thành. Ai cũng đại dương hởi, phấn khích, muốn chen lên trước để được nhìn thấy anh rõ ràng hơn. Mỗi khi Trấn Thành cất giọng, khán giả lại hét lên đầy sảng khoái. Nhiều người chứng kiến khoảnh khắc này đã phải thừa nhận rằng Trấn Thành đúng là siêu sao của thời kỳ hiện nay, không ai có thể sánh kịp. Sau khi chào khán giả bằng cách nhái phong cách của danh ca Ngọc Sơn, tấm thân bé dài bé bỏng xin chào mọi người, Trấn Thành song ca cùng Khắc Diệt ca khúc do nam nhạc sĩ sáng tác là Ngỡ và hát riêng một bài hát mang tên Ngày Yêu cũng do Khắc Di viết. Trong phần trình bày của mình, Trấn Thành đã khiến khán giả phải choáng ngợp. Mọi người biết đến Trấn Thành với tư cách một diễn viên nên không ai nghĩ anh có thể hát hay đến thế, không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp. Giọng Trấn Thành lúc nói hơi chua nhưng khi hát lại ấm áp, ngọt ngào, xử lý đầy cảm xúc, có thể bên lên các nốt cận cao tầm 4. Đây là điều mà khán giả Hà Nội SI biết về Trấn Thành. Sau khi trình bày dứt, Trấn Thành chia sẻ, Khắc Diệt là một trong những nhạc sĩ tôi thích nhất ở Việt Nam. Ngày nào tôi cũng nghe Khắc Diệt. Bài nào Khắc Diệt sáng tác tôi cũng thích, cũng thuộc. Có thể nói, Khắc Diệt là một trong những hero maker lớn của Việt Nam. Tôi rất thích cách anh ấy đưa tình yêu vào lời ca, tiếng hát. Khắc Diệt nghe Trấn Thành chia sẻ dứt cũng nói, Trấn Thành là người mà tôi vô cùng ái mộ. Ở thời điểm này, Trấn Thành là được ái mộ nhiều nhất. Cậu ấy rất tài tình, kiến thức rộng, giỏi toàn năng và vô cùng chiều dở. Tôi ái mộ Trấn Thành ở khoảng chiều dở. Khắc Diệt vừa nói vậy, Trấn Thành cười đáp, phải phân biệt giữa chiều và bị ép nhé. Câu nói này khiến khán giả không khỏi bật cười. Trấn Thành